Thủ tướng yêu cầu kiểm tra nhiều dự án đất vàng ở Thanh Hóa. Phú Yên thừa nhận những thiếu sót nóng vội khi giao hơn 100 hectare rừng phòng hộ cho doanh nghiệp làm khu du lịch cao cấp khi chưa hoàn tất các thủ tục trình tự pháp luật. Hàng chục kiosk kinh doanh bùa vây phía sau trường đại học Thủy Lợi, luật nào cho phép đơn vị này xẻ đất công để kinh doanh? Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Địa ốc. Bên cạnh những thông tin chính chúng tôi vừa điểm qua, trong 15 phút tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những tin tức khác liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc Thanh Hóa có nhiều dự án đất vàng nhưng không tổ chức đấu giá mà giao thẳng cho nhà đầu tư với mức giá rất rẻ, khiến ngân sách thất thu tới số tiền có thể lên tới hàng trăm tỷ. Đó là các dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư BTM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương, khu biệt thự cao cấp Quảng Cư Thị, xã Sầm Sơn. Những dự án này được phê duyệt và triển khai trong giai đoạn 2013-2014. Kết quả kiểm tra xử lý phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm 2017. Vật liệu xây dựng không nung được xem là một trong những giải pháp hướng tới phát triển các công trình xanh, kiến trúc xanh bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng vật liệu xanh thân thiện với môi trường chính là chủ đề của cuộc hội thảo Công nghệ, thiết bị và sản phẩm vật liệu xây dựng xanh vừa được tổ chức sáng ngày hôm nay. Một trong những ưu điểm nổi trội của vật liệu xây dựng không nung được các đại biểu đề cập đến đó là tận dụng tối đa nguồn phế thải của các ngành công nghiệp như đá mạt, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện. Theo đánh giá tốc độ phát triển các sản phẩm vật liệu xanh, đặc biệt là vật liệu không nung đang ngày càng tăng lên. Tính đến hết năm 2016, tổng công suất thiết kế vật liệu không nung đạt 6,8 tỷ viên trên tổng số 27,5 tỷ viên vật liệu xây dựng. Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ vật liệu xây dựng không nung sẽ chiếm khoảng 30-40% trên tổng số hơn 32 tỷ viên theo quy chuẩn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ để làm sân golf ở thành phố Tuy Hòa. Theo đó, lãnh đạo tỉnh này thừa nhận những thiếu sót nóng vội khi giao hơn 100 hectare đất rừng phòng hộ cho doanh nghiệp làm khu du lịch cao cấp khi chưa hoàn tất các thủ tục trình tự pháp luật. Ngày 25 tháng 4, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, với những chủ trương khuyến khích đầu tư các dự án phát triển du lịch, nên địa phương này đã thiếu sót trong việc đồng ý cho doanh nghiệp chặt phá rừng phòng hộ để làm sân golf. Hiện tỉnh đang rà soát, kiểm tra toàn bộ dự án nhằm khắc phục thiếu sót để dự án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trước đó, người dân đồng loạt lên tiếng về việc rừng phòng hộ nhằm chặt cát, sóng biển xâm thực nhưng lại bị chặt hạ ồ ạt. Cánh rừng hàng chục hecta biến mất, chỉ còn lại số ít cây dương bên những bãi cát trắng đang được san ủi. Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7 năm 2008, có tổng diện tích 122 ha, trong đó có 64 ha rừng phòng hộ ở xã An Phú. Theo báo cáo từ đơn vị được chỉ định khai thác và mua số gỗ tại khu vực rừng phòng hộ bị quy hoạch, tới nay công ty đã đốn hạ 32 ha rừng với khối lượng 1.700 m3 gỗ và nộp gần 360 triệu vào ngân sách tỉnh. Mới đây, tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng các sở ngành liên quan xác định dự án còn nhiều vấn đề bất cập, Thủ tướng chưa cho chuyển đổi mục đích sử dụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa phê duyệt đánh giá báo cáo tác động môi trường, phía tỉnh chưa xác định giá và các thủ tục giao đất. Theo phát hiện của báo chí, không chỉ có dự án sân golf của New City, Phú Yên còn dành hơn 1.000 hectare rừng cho 20 dự án đầu tư khác phá rừng, nhiều nhất là các dự án nuôi bò, thủy điện, trường đua ngựa và nhà máy lọc dầu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, từ năm 2014 đến ngày 10 tháng 4 năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thu được hơn 11 tỷ đồng của các doanh nghiệp chấp thuận phương án là nộp tiền trồng rừng thay thế với diện tích 198 ha. Trong danh sách này thì có 3 dự án thủy điện lấy hơn 65 ha rừng, 6 dự án kinh doanh làm mất 130 ha rừng. Thưa quý vị, đất huyện vùng ven Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và quận 12 Tân Phú thuộc phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh đang đua nhau tăng giá, vọt lên gấp 1,5 đến 2 lần chỉ trong chưa đầy 4 tháng qua. Tại huyện Bình Chánh, cuối năm 2016, giá một số lô đất nông nghiệp ở xã Tân Nhật được chào với giá là 500.000 đồng mỗi mét vuông.
Đến tháng 4 năm 2017, khu đất này đã lên 1 triệu đồng một mét vuông, tăng gấp đôi chỉ trong 4 tháng qua. Quận 12 cũng ghi nhận biến động giá đất 4 tháng đầu năm. Một số khu vực cuối năm 2016 có giá 900 triệu đồng, đến đầu tháng 4 năm 2017 đã được mua bán với giá là 1,4 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng sau 4 tháng. Ở huyện Củ Chi, đất nông nghiệp được sang nhượng khoảng 500.000 đồng một mét vuông vào cuối năm 2016, thì chỉ trong vài tháng đầu năm, sau khi xuất hiện thông tin làm đường ven sông nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với huyện này do tập đoàn Tuần Châu đề xuất, giá đã vọt lên xấp xỉ 1 triệu đồng. Theo các chuyên gia bất động sản, khoảng 2 tháng trở lại đây, thông tin tập đoàn Tuần Châu đầu tư siêu dự án ở khu Tây Bắc đã làm cho đất ở đây tăng đến 15-20%, thậm chí là từ 50-70%. Nhưng những yếu tố này chỉ mang tính chất nhất thời, do đó nhà đầu tư cần cẩn trọng đối với việc tranh mua, tranh bán vì có thể gặp rủi ro dòng tiền. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho biết thành phố hiện có khoảng 14 căn hộ tái định cư đã có quyết định phân nhà. Nhưng trong số này mới chỉ có gần 11 căn hộ được cấp sổ đỏ, còn lại hơn 3.100 căn hộ vẫn chưa được cấp. Nguyên nhân là do khi giải phóng mặt bằng, chính quyền đã trả tiền đền bù cho người dân để mua nhà tái định cư. Tuy nhiên, khi nhận nhà và làm các thủ tục để được cấp sổ đỏ, nhiều trường hợp chưa thanh toán đủ tiền cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, một số trường hợp hộ gia đình khó khăn, đối tượng chính sách được mua nhà tái định cư theo chủ trương trả dần vì chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn nợ tiền mua nhà, nên cũng nằm trong trường hợp chưa đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Thưa quý vị, được giao đất để sử dụng theo quy định của pháp luật, thế nhưng nhiều đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ngang nhiên cho thuê lại mặt bằng kinh doanh để kiếm lời trên đất công. Câu chuyện được ghi nhận tại trường Đại học Thủy lợi. Dọc theo đường Tây Sơn, phía sau trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, gần 50 ki-ốt được xây dựng theo hình thức liên hoàn hoặc đơn lẻ để cho thuê hoặc kinh doanh buôn bán. Theo tìm hiểu của phóng viên, những ký ốt này đã được xây dựng cách đây 10 năm, mỗi ký ốt đơn, diện tích khoảng 7m², có giá cho thuê mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Có ký ốt, giá thuê lên đến hơn chục triệu đồng. Như vậy, việc nhà trường cho thuê đất công là có. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc cho thuê số đất công này có báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay không? Số tiền thu được nhà trường sử dụng vào mục đích gì? Thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Kim, hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết. Cái việc xây cái này là tận dụng đất, đáng ra mình phải làm tốt hơn. Nếu không làm được thì tận dụng những đất như thế để một phần xã hội hóa để cung cấp dịch vụ. Tất nhiên là khi mà bảo là đấy cho thuê thì có vẻ là bảo sai mục đích. Nhưng tại vì là chẳng lẽ bây giờ nhà trường lại tuyển dụng gần đấy người xong làm cái đất đấy. Theo ông Nguyễn Quang Kim, việc nhà trường cho thuê ký ốt không ảnh hưởng gì đến diện tích giáo dục. Cho thuê là để tăng nguồn thu và đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. Cái nguồn thu từ việc cho thuê ký ốt là được hạch toán một cách rất rõ ràng trong hệ thống sổ sách của trường. Theo cái quy chế thu chi nội bộ thì có một phần nhỏ là được chi cho cái quản lý, phục vụ về quản lý. Cái còn lại thì sau thuế thì một phần được trích cho lập cho quỹ của công đoàn. Hoạt động doanh thu và thu chi từ cái hoạt động cho thuê ký ốt thì được thể hiện trên báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của nhà trường. Với 50 ký ốt cho thuê, nếu tính theo cơ học, số tiền trường Đại học Thủy lợi thu về đã lên đến con số nhiều tỷ mỗi năm. Nguồn lợi thu được từ việc cho thuê đất công ở trường Đại học Thủy lợi sẽ rơi vào túi ai, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào, liệu có hay không lợi ích nhóm xoay quanh vụ việc? Đó là những câu hỏi người dân cũng như dư luận đang đặt ra trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, tâm lý chung của mọi người khi mua chung cư thường là thích chọn căn hộ từ tầng 5 trở lên để hạn chế khói bụi và côn trùng bay vào nhà. Nếu điều kiện tài chính cho phép thì mọi người sẽ chọn các căn góc của tòa nhà để có tầm nhìn thoáng, nhiều ánh sáng. Tuy nhiên thì ở các căn góc chung cư cũng sẽ phải chấp nhận tình trạng mặt trời chiếu thẳng vào nhà hoặc gió lùa quá nhiều. Vậy giải pháp đơn giản để khắc phục những hạn chế này là như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn ngay sau đây.
Điều đầu tiên khi đã xác định ở chung cư thì bạn sẽ phải tuân thủ những quy định của cộng đồng. Khi muốn sửa chữa căn hộ cũng phải chờ sự cho phép từ phía ban quản lý tòa nhà, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian của bạn. Vì vậy, các kiến trúc sư khuyến khích việc thiết kế nội thất căn hộ các bạn nên để tâm ngay khi tòa nhà hoàn thiện phần thô để khi dọn về ở sẽ không bị phiền phức bởi áp lực sửa nhà. Nhất là những căn góc, vì thường những căn này sẽ không được vuông vức do bị chi phối bởi kiến trúc chung của tòa nhà. Căn hộ chung cư này có diện tích khá lớn là khoảng 150m, nhưng mà lại nằm ở phía góc của tòa nhà, cho nên là cũng bị hạn chế các phòng không được vuông vức. Do đó là chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi cũng cố gắng làm sao để thiết kế các không gian trong nhà nó được thông thoáng và đảm bảo ánh sáng thông gió tốt nhất cho căn nhà. Như trong công trình các bạn có thể thấy là cái không gian ngay từ sảnh vào nó đã bị chặn bởi một bức tường và cái đường lối vào trong căn trung tâm của căn hộ là một lối đó chéo, cho nên chúng tôi đã mở rộng tối đa cái không gian sảnh và đảm bảo cái yếu tố ánh sáng có thể tiếp cận được vào đến cửa của căn hộ. Phòng ngủ ở các căn góc của chung cư có ưu điểm lớn nhất là có cửa sổ, ban công thoáng, nhưng thường chỉ được các chủ đầu tư lắp đặt các loại cửa đơn giản không có cách âm. Vì thế nó rất ồn ào và sẽ chịu cảnh gió lùa rất mạnh. Do đó bạn nhất thiết phải thay cửa sổ bằng chất liệu kính chống ồn để vừa có chức năng cách âm vừa giữ được ánh sáng tự nhiên. Căn nhà có một cái nhược điểm nữa là ngay không gian khách và không gian phòng ăn lại nằm ở phía ban công hướng tây của công trình, cho nên là cái ban công phía này chúng tôi cũng bố trí một cái rất nhiều cây cối và tiểu cảnh để tạo không gian xanh mát cho không gian của khách. Và bên cạnh đấy là có một hệ thống lưới mờ vừa đảm bảo an toàn vừa có một tạo cảm giác một cái ngăn cách giảm ánh nắng trực tiếp vào trong công trình. Ngoài chức năng đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ thì ban công thiết kế thế này còn trở thành dàn leo cho các loại cây cảnh, tạo không gian xanh cho căn hộ của bạn. Đặc biệt vật liệu sợi tổng hợp này rất bền, không bị hoen rỉ bởi thời tiết và giúp bạn có một tầm nhìn từ trên cao cực kỳ lý tưởng. Phần tư vấn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý đóng góp cho chương trình xin gửi về địa chỉ email địaoc24giờ@vtc.gov.vn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.